đi ba. Ơi chết. Ơi sao ba chết rồi? Hả? Ai chạy chạy. Ừ chạy con. Mới chết tao đi mày ơi. Ây da đúng. Đi ra con gà. Nó ngược ghê quá chạy. What the hell? À, rồi bây giờ anh sẽ hướng dẫn tụi em chơi đế chế nha. Bây giờ cái quân mình chơi á là quân mọi attack. Đó, vô đây thấy không? Thấy hình cái kiếm không? Lít vô cặp một cái. Qua standard. Đó, lít vô một cái. Chọn nè. Mấy em nhìn cái cấu hình bên đây nha. Nhìn cái cấu hình bên này. Đó. Chỉnh khó nhất nha. Mới vô chơi chỉnh dễ nhất chỗ này nè. Tụi em chỉnh là easy. Easy. Nghe không? Easy. Standard là mấy cái dễ. Đó. Moderate cũng là dễ, đúng không? Qua cái há địch là khó nhất. Anh chơi há địch nha. Tao thích chơi độc chơi há địch vậy đó. Ok. Rồi chơi map nhỏ thôi. Để cho nó nhanh hết tài nguyên. Đi bộ được mỗi cẳng. Đó, rồi chọn. Thường thì anh chọn bản đồ Ả Rập nha. Tại sao anh chọn bản đồ Ả Rập? Bản đồ Ả Rập là bản không có biển, không có nước, đúng không? Thằng tự động rất là mạnh. Còn tụi em chơi mà mấy cái map mà có nước, có biển á, tự động nó yếu xìu rồi nha. Rồi xong mấy cái này chỉnh nè. Population là dân số 500. Chỉnh vậy cho quýnh cho nó ác. Chỉnh 200 ăn không hay mấy em. Chỉnh phải nhiều rồi nè. Nó thì sụt chỉnh 2 nha. Đó cho nó nhiều vàng. Rồi tốc độ game. Thì bình thường anh chơi tốc độ game là normal. Còn bây giờ thì anh chơi tốc độ game nhanh chút đi. Chậm quá nó quay phim nó lâu quá. Đó rồi mấy cái dưới thì cứ nhìn theo chỉnh thôi. Victory chỉnh là conquest nha. Ok. Rồi chỉnh 4 số này vô start game. Chết mẹ lộn nút. Ba lộn nút ba ơi. Trời ơi bộ lộn bữa nay hướng chơi mọi ai chắc. Rồi ok, chọn mọi ai chắc. Thì anh sẽ hướng dẫn chơi cái quân này. Nó mạnh về cái gì thì mình chơi cái đó. Còn mấy cái yếu yếu của nó thì không có chơi nha. Đầu tiên nâng giáp cho nông dân. Đó. Cho con này nó ăn 7 quả đi. Tính tiếp đi đó. Xong rồi thằng này xây nhà. Nhớ nha mấy em. Thằng này xây nhà. Xong rồi thằng khỉ này chạy vòng vòng đi kiếm heo. Ok, rồi mua 10 hồi hằng. Nhớ là mua 10 hằng. Cắm cờ vô cái cây. Đó ra được con heo rồi kìa. Nó cắm cờ đẹp, nhấn ship nha. Nhấn ship và click vị trí. Nó chạy vòng vòng nó kiếm heo. Rồi chạy đi con. Rồi thằng này xây một nhà xong xây tiếp. Muốn lên đời 2 á thì phải xây được cái nhà quả. Nhà quả với nhà gỗ nha. Mới lên đời 2 nha mấy em. Đó lấy mấy con cụ về. Đó. Thấy hưu không? Được 3 con hưu. 3 con hưu là nhiêu lính? Ủa lộn, 3 con hưu, 1 hưu là 140. 140 nhân lên là được nhiêu ta? 450 thịt rồi đó, cũng được đó mấy em. Đầu tiên là phải tập trung lên đời nha. Chứ mình chạy vòng vòng để mình kiếm tài nguyên vậy nè. Nhớ bước này quan trọng nha mấy em, lưu lại nha. Đó, xong rồi ba thằng khứa này ra ngoài đây làm thêm cái nhà quả để ăn thịt nữa. Nói chung đời đầu cái thịt nó quan trọng cực kỳ. Nè, này xong lên đời. Đó, lên đời. Cái mình đi săn heo. Một con cũng được, kệ nó, mình vả quá rồi. Hai con. Xong rồi lít cho chạy vô nhà mấy em, lít cho chạy vô nhà là bảo đảm không bao giờ chết hết. Đúng không? Ship lấy nông dân không. Nó em cứ bôi đen hết, em chọn xong em ship lấy nông dân không. Rồi bắn chọt chọt chọt. Con này ra ngoài bắn tiếp. Hiểu không? Bảo đảm săn heo giờ không bao giờ chết. Con này về ăn cù đi ba, để không mất cù. Cù em để lâu thịt nó bị thúi, hiểu không? À thấy heo rồi, được, thấy không? Rồi về đây ăn con này. Rồi thằng heo nào, thằng nào lụm, thằng này lụm heo đi. Thằng này ra đây lụm heo này nữa là bảo đảm dư thịt lên đời 2, đời 3 luôn. Xong mình chạy ở đây mình kiếm cả thù nó có nằm trên đây không. Mình vô nhà chính mình mua 10 lính liền. Nhấn phím H là vô nhà chính. Ê chết mày, đồ bị trễ. Quá trời ơi. Thao tác bị trễ mấy em. Con chó xối tiện vô cắn trời. Thao tác anh bị trễ. Đồ quá lo hay quá, tự nhiên vô chạy nhà chính xong một cái họ không kịp, heo chạy mất tiêu luôn. Nó bởi vậy á, làm thao tác nhiều quá nó không kịp mấy em. Lanh tay vô nha. Đó, rồi ra phập nó một cái cho chắc ăn đi. Một lúc mình làm chuyện thì mình đâu có sợ, mà có con sợ thằng này qua đây ăn con heo rồi luôn. Đó. Ăn. Con này quay trở lại ăn heo này để không thúi thịt. Không có sợ nhất thúi, thúi thịt đó. Hai nông dân này nè, rảnh đúng không? Xây hai cái nhà lên đời 3 liền. Nhà chợ là một nè. Đúng không? Nhà lò rèn là hai nè. Ok chưa? Khứa này chạy xuống nè địch nè.
Đó, quân nào cũng vậy á, quân nào mới vô cũng chơi vậy hết á. Nói chung á là mình thấy hai cái này là đời ba phải lên lụm liền, không cho tự động lụm nha mấy em. Tại vì quân mình là quân A Chắc. Quân A Chắc á thì nó rất là mạnh về pháp sư. Nó mình phải ăn vàng liền, hai cục trắng trắng nè. Lên đời ba là cắm cờ ra bọc liền. Lên kiếm a tự động nằm đây hả bạn. Đồ thấy bạn rồi nha bạn, thôi chạy. Anh mà chạy ơi, tha tao đi ba. Ơi, chết. Ơi, nó mà chết rồi. Ai chạy chạy. Ừ, chạy con. Mới chết tha tao đi mày ơi. Ấy da. Ba ơi, đi ra con gà. Nó ngược ghê quá, chạy. Đâu phải tha đi. Dí hoài con chó. Ừ, tha đi ba. Quá trời cho sói nữa kìa. Nó đụng chi vô. Đằng cửa này. Chạy bỏ đi. Quá luôn. Nó dí kinh quá mấy em ơi. Nó bỏ thằng này lại, bỏ thằng này lại, nhấn phím control trừ là bỏ nha mấy em. Nó đem 6 thằng đu càng lên đây. Chặn đầu nó lại, mình phải phòng thủ địch từ xa mấy em. Nó đụng nó dí nữa hả? Chặn đầu nó lại, mình phải phòng thủ địch từ xa mấy em. Địch chơi chơi khốn nạn hay vậy ba. Chạy chạy. Đồ chết mẹ bể kèo mấy em ơi. Tính đu càng mà thất bại rồi, thất bại rồi. Ủa địch này khôn quá. Địch này khôn quá ba. Đâu mà chơi cung ghê vậy. Khứa. Tha đi ba. Mẹ mày xạo. Mày láo chó. Láo chó còn khứa kia nữa. Vô đây chơi mày. Khứa kia, vô đây bẻo mày. Mẹ xạo chó. Anh đã nhường cho mày 3 chiêu rồi mà còn láo. Oh really? Má tự nhiên nó quýnh đời hai cái làm teo mà. Thường thường ít nào quýnh đời hai lắm. Mà tụi em hên á, anh quay video này rồi tụi em thấy nó quýnh đời hai luôn. Là tụi em biết cách thủ đời hai, hiểu không? Nó quýnh đời hai bay vô nhà chính thủ là thấy mẹ nó à. Hồi nãy anh nói gì, mua hai này lại lụm này liền để hồi nó lấy, hiểu không? Chơi game mình biết nè, thằng khứa này nè, nó đi ngang nè, nó đi ngang nè, nó đi ngang nè, để cái nữa. Mà sống dài vậy bà, sợ quá à. Mẹ bố sợ quá cơ, anh đù mẹ bố sợ quá cơ, nó qua nó quýnh anh kìa mấy em. À, đụng ngựa sợ thiệt chứ không phải giỡn đâu nha. Bắn này bắn nó, mày sợ để mình ra mình lụm. No. Đồ quá nữa hả? Mẹ mày, chết mẹ mày chưa con. Má mày, bố mày sợ quá cơ. Bố mày sợ mày quá cơ. Bố mày sợ mày quá cơ. Nào, nào, biết bố mày ai không? Nào, sao? Má nó lấy cái chuông nhanh thiệt các bà. Nó lợi dụng lúc anh đang đánh giặc nó lấy cái chuông mấy em. Nó lên lâu đài rồi đúng không? Cái mình xây thêm một cái nữa cho đỡ sợ mấy em. Nói chung anh này cũng sợ chết lắm. Anh nói chung là anh quýnh thủ anh sợ chết lắm, hiểu không? Á à, đù phải không? Nãy anh mới nói thủ cái gì? Đó đem này lên phập nó. Đi đâu với mày? Ê đau. Đau nha bạn. Đau nha bạn. Ê đục lũng nhà ba. Chết mẹ thiệt rồi. Quýnh là quýnh đâu kể như là vừa quýnh vừa ngủ cũng ăn nó nữa mà. Trời ơi, ghê vậy ba. Ê giỡn cái nào thua không trời. Mẹ nó. Chơi gắt vậy mày. Anh em không à. Mất hình tượng quá anh ơi hả? Hình tượng gì em? Hình tượng gì? Ghét lên phá nhà mày luôn. Tính tha nó rồi làm thấy ghét. Nâng cấp xe đục. Anh nâng cấp xe đục anh qua anh công thành đó mà. Đem mấy lính cốc rồi lên nó cũng chết nữa. Không cần gì phải đánh nó đó. Lính này lính chủ lực ở nhà chơi đi. Nó lính chủ lực ở nhà chơi đi. Đem lính cốc anh đủ ăn rồi. Gà nuôi anh biết mà đó. Cho lính cốc lên phá nó chơi vậy đó. Cần gì lính chủ lực nằm ở nhà. Ui mấy con quỷ gà anh nuôi mà. Cái một lên đường hết à. Rồi hó này xào xạo thôi. Làm được cái gì đâu. Đủ có hàng thiệt không?
có hàng liền chứ dễ gì không hàng. Má mày. Rồi ở đụng bãi đá này có đầu bị nó ăn hết rồi không ta? Vô đây cái ơi, đồ có hàng nữa kìa. Cho mày lên đường luôn con. Mẹ mày, có hàng. Bên đây thì không có hàng. Đứng đây giữ bãi đá lại, đúng rồi, chính xác. Ủa tự nhiên không quýnh dưới chân ăn luôn mấy em. Ngại quá à, trời đất ơi, đám lính của mình vô phá nó vậy nó sợ quá hả? Chưa kịp quýnh luôn. Ngại hết sức trời. Tự nhiên quay live stream về bể quá bà. Anh hướng dẫn chơi ác chắc, chưa kịp quýnh nó đầu hàng mẹ rồi. Chắc phải làm lại một trận nữa hen. Làm lại một trận quýnh đàng hoàng bài bản cho nó ngầu chứ. Tao tính kéo quân qua tao đánh, tao mua chừng 500 thằng rồi. Tao kéo qua tao làm trận cho nó hoành tráng lấy sột cho đẹp. Má cha con nó đầu hàng mới lửa chứ. Chơi bẩn quá mày. Giờ sao ta? Lại đi ha. Chơi lại cái map này luôn. Chơi lại thằng cờ hó này luôn. Thằng cờ hó này mới đời 2 nó xuống nó tán cái đầu mình rồi. Ủa chơi nữa hả? Thôi đi ba, chơi hoài. Má mấy này nó hiếu chiến dã man trời. Trời ơi, nó bắn tối trời tối đất luôn. Thôi đi ba. Để yên cho tao làm ăn coi, quýnh hoài. Nó đứa này nó bắn hoài luôn phải không? Má kẹo thơm mà. Khỏi ra làm ăn đi con. Mày không đóng tiền bảo kê cho tao là tao không cho mày làm ăn. Thấy chưa? Bây giờ là nó có nước này, nó nằm chỗ nó chết thôi, nó rên hừ hừ nó thôi. Nữa hả? Má quýnh hoài ba. Mày rảnh quá. Mày rảnh quá. Vô đây không biểu. Mẹ tao có mượn. Mày đậu đây cho tao. Bắn cái hó này coi. Pháp sư. Pháp sư. Pháp sư. Phóng giáo này lợi hại lắm em. Mấy em chơi quân này mấy em chơi phóng giáo đi bao ke luôn. Mẹ xạo. Đục hả mày? Đục hả mày? Đục hả mày? Má mà lão. Thấy chưa? Giả man lắm đó con trai. Đụng tới tao hả mày? Giang hồ đất cảng nè con. Nó bây giờ tấn công mà quân A-Chắc này thì chỉ cần chơi vậy thôi. Phóng giáo với lính với xe đục là đủ ăn rồi. Không cần gì trơn trọi á. Em nhớ vô đó thôi. Chỉnh mã tiền đi anh Di ơi. Thua. Chơi chỉnh mã tiền bỏ tay. Nè nhìn cách anh đánh trận nè, đúng không? Đầu tiên á, xác định đánh cái gì? Đúng không? Đánh trung tâm hay đánh ngoại ô? Đánh trung tâm á, cấm cờ ngay đây luôn. Đó, nhà lính, ở nhà cung, cấm cờ vô đó. Tất cả lâu đài, tại vì mua quân lâu đài mà.
đúng không? Cắm cờ vô đó, tập trung một mũi nhọn, hiểu chưa? Lính mình hiện tại nó full rồi nè. Bây giờ vàng mình đang yếu, để dành vàng đi, không cần quýnh vàng, quýnh cung thôi. Đó, đem mấy phóng giáo vô đó đứng đi, làm qua tiêu, rồi vô đây chơi con. Rồi tất vàng xe chia làm hai hướng, một hướng đập khách sộ bên này, đúng không? Xong rồi về đây, cái nhánh còn lại đập khách sộ bên này. Đó, xong rồi mấy thằng cung, mấy thằng này đứng ở ngoài chơi thôi, ở giang hồ đứng ở ngoài canh chừng đi, bắn giáo đi vô. Đó, đóng bắn giáo này nữa đông lắm nè, nhiều lắm, lính đông lắm. Đó, thấy chưa? Còn mấy thằng pháp sư đi theo chợ quy, hiểu chưa? Ủa, bảo đảm mày nó đầu hàng luôn à, chịu gì nổi. Không, nó lo nó quýnh phóng giáo không à, xe đục của anh trong đây hoành hành thoải mái, bảo đảm mày nó đầu hàng. Đó, đánh trận là anh đánh bài bản lắm em, đánh nhiều mặt nó đỡ không được. Quýnh là bao giờ phải quýnh hai mặt cho lên nha, quýnh một mặt nó không có phê mấy em. Ừ, mấy đục thì lo mà khóc đi. Đó, công thành là vậy đó mấy em. Rồi, thằng pháp sư tranh thủ vô lụm, được thì tốt, không được thì thôi. Bảo đảm mà nó đầu hàng, thấy không? Quýnh một cái là đầu hàng liền luôn, má chịu sao nổi. Tụi em quýnh ra chắc là phóng giáo là nòng cốt, đúng không? Quấy nhiễu tình hình, xe đục là phá thành, nhớ nâng cấp xe đục mắc nhất để phá thành, phá nhanh lắm. Má chừng 10 cái xe đục qua là nó khóc cái tiếng máng liền à. Rồi giang hồ đứng đây, thằng giang hồ này coi nhỏ chứ ghê lắm nha ba, nhìn kìa, thấy nó chém 20 không, thằng giang hồ này chém 20 đó. Wow. Tại chưa có dịp đụng trận thôi chứ đứng ở đây nó tán chết con ngựa luôn á. Ô mà con ngựa cỏ mà đi ngang nó tán hai cái là quy tiên liền. Mà nhìn con giang hồ này rất là ghê nè, thằng giang hồ nhìn kinh chưa, nó má kháng của nó kìa, giáp của nó một bên là 5 chứ một bên là 5, cộng lại 10. Nói chung giang hồ này dữ lắm. Và thằng lưu manh phóng giáo này nè, phóng giáo này nó được cộng 9 nè, thấy không? Nó tấn công tầm xa 9, giáp nó cũng cao nữa, thằng phóng giáo này hơi mạnh á. Nó nên mình chơi một cái quân á là bắt buộc phải chơi đến lâu đài là thứ nhất, thứ hai là phải chơi những cái thế mạnh của nó. Mà cái quân A chắc đã nói rồi, thế mạnh nó là vậy đó, với cái thế mạnh nó lụm chuông. Nhưng mà nãy má tối lụm không kịp, lụm được có hai cái à, chó điên này lụm được hai cái nè. Đó, thằng A chắc nó rất là mạnh, pháp sư là hùi với bơm máu ghê lắm. Mà tại vì địch nó yếu quá mấy em, mới kéo quân qua là nó giết chiếu đầu hàng rồi, nó thật cũng hơi khó nha. Đó, tụi em cứ luyện đi, cách đánh vậy, nhìn lại video đi, bảo đảm quýnh không và thua hả địch hết á. Má thua hả địch đừng nói fan Duy Nguyễn nha, điểm mình cũng thường thôi. Trận này quýnh đâu có được điểm cao đâu, giết còn hơn ngàn đứa à mấy em, giết hơn ngàn đứa chết cũng gần 200 đứa, phá 57 cái nhà không bị sập cái nhà nào. Má bị nó thôi miên hết 8 thằng rồi mới ghê chứ, thấy không? Lát army kinh chưa, quân đội anh tới 375 luôn. Quân đội tới 375, kinh tế tèn tèn thôi đủ ăn rồi, kinh tế tèn tèn thôi. Đó, mà kinh tế thua nó khai thác vàng thua nó nữa nè, nó núp lùm được mấy bãi vàng trong tối đâu có biết đâu. Tại trận này anh quýnh không cần vàng, quân A chắc anh quýnh không cần vàng, nó thiệt luôn á. Oh really? Mất cái chuông tức lắm đó mấy em, nó lợi dụng lúc anh đang phê nó lấy cái chuông của anh. Tùy cách đánh thôi à, cách đánh một cái quân nào mình phải biết quân nó cần cái gì, mình tập trung khai thác tài nguyên cho cái đó thôi. Chứ vàng để làm mẹ gì, vàng để mua lưu manh thôi, mà lưu manh nó nằm nhà thôi, nó có đi đâu. Phóng giáo đâu cần vàng, phóng giáo gỗ thật xong nè, gỗ thật chùm. Tại vì mà thằng lính của nó đi khai thác gỗ bị anh chọi chết mà, sao nó ăn được, thấy không? Tập nó là si lên đời nhanh nhất luôn. Wow. Nó thấy không, công thức lên đời bá đạo chưa. Bình thường lên đời có 5 phút thôi đó, tại nhây lên 7 phút chơi á. Chứ bình thường anh lên đời 1 là 5 phút, mà đời 2 là 5 phút, đời 3 là 11 phút. Còn đời 4 thì tùy lúc đó thế trận nó làm sao, có khi 4 mấy phút cũng có nữa. Mà có khi 35 phút, 30 phút cũng có nữa. Thằng này nó thám hiểm nhiều hơn anh nè. Cái map Explore là thám hiểm á mấy em. Nhưng mà thằng này cho dân nó ngu học quá, dân trí nó thấp quá, dân trí anh cao hơn chút. Anh chơi là chưa mắc dân trí đâu đó, tại vì anh quýnh là chỉ tụi em quýnh là cách đánh quân này. Chứ không phải chơi để bào điểm, anh chơi để bào điểm là điểm kinh lắm. Trời ơi, anh trùm bào điểm mà. Xã hội được điểm cũng khá khá, đáng lẽ xây thêm Wonder nữa ha. Nãy quên xây Wonder mấy em. Thôi kệ mẹ đi, vậy được rồi nghỉ nha. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết điều là không biết à. Có chùa hoài.
phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.